các bạn đang quá bận rộn vì không có thời gian cày game, không có ai giúp thức tỉnh Mochi V2 hay đang cần tìm nạp Zulup, hãy đến ngay với shoplaogio.vn, nơi có tất cả các dịch vụ mà bạn đang cần. Nạp Zulup an toàn, cày thuê siêu nhanh, bán trái Blue siêu rẻ. Còn chần chừ gì nữa, ghé shop luôn nào. Link shop thì mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả, phần comment nhá. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lã ở đây. Đến với video ngày hôm nay thì mình sẽ đi hướng dẫn các bạn lấy một cái melee mới ở trong game Bluffoot. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ đến gặp cái ông NPC để mà học melee mới nha các bạn. Thì ông ấy sẽ nằm ngay ở phía bên tay trái so với lại cái cảng chính nha. Thì các bạn có thể đi theo mình thì các bạn sẽ thấy. Ở đây thì nó sẽ có một cái cánh cửa này. Đây các bạn đi thẳng vào trong. Và đây, đây chính là cái ông để học melee mới nha các bạn. Khi mà nói chuyện với lại cái ông NPC này thì ông ấy sẽ yêu cầu chúng ta làm một cái nhiệm vụ, đó là đi lấy một cái trái tim băng giá. Thì làm như nào để lấy trái tim băng giá thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đi lấy trái tim băng giá nha các bạn. Để mà lấy được trái tim băng giá thì chúng ta cần phải chuẩn bị hai thứ. Đầu tiên là chúng ta cần phải mua một cái chip ở ông Spy. Và khi mà nói chuyện thì các bạn ấn vào dòng thứ hai nhá, dòng Clutch ấy. Thì khi mà các bạn ấn vào đây thì ông ấy sẽ cho các bạn mua. Các bạn cứ mua tới khi nào mà nó hiển thị ra một cái dòng chữ như này là được nha. Tiếp theo thì các bạn sẽ đi lên phía trên này, các bạn tìm cái ông NPC ở góc này. Và các bạn sẽ chế tạo cho mình một cái vật phẩm nha các bạn. Thì cái vật phẩm này nó có tên là Monster Manget. Đây, cái này là cái mỏ neo để mà xuất hiện con cá mập mỏ neo các bạn. Thì các bạn sẽ chế tạo cho mình một cái vật phẩm này nha. Cái mắt cá mập và cái răng cá mập thì các bạn chỉ cần đánh cá mập là nó sẽ rơi ra hai cái vật phẩm này nhá. Cái Fort Gold thì các bạn đánh cái thuyền ma rách dưới là nó sẽ nhận được nha các bạn nhá. Cuối cùng thì là cái lông chim. Cái lông chim này thì các bạn đánh mấy con chim điện mà nó bay xẹt xẹt đấy thì nó sẽ rơi ra nha các bạn. Sau khi mà các bạn chuẩn bị xong hai thứ đó rồi thì các bạn sẽ quay trở lại bến thuyền, các bạn mua một con thuyền và đi săn Leviathan nhá. Đối với thuyền ấy thì các bạn có thể chọn bất kỳ con thuyền nào cũng được, nhưng mà các bạn nên chọn con thuyền nào mà nó nhiều máu một chút nhá. Còn nếu như mà các bạn mà muốn đi một lần mà các bạn có luôn được cái trái tim băng giá ấy, thì các bạn có thể nhờ bạn bè của các bạn mua cho các bạn một cái con thuyền mỏ neo như này. Thì con thuyền mỏ neo này thì nó sẽ có tác dụng là khi mà chúng ta đánh con Leviathan xong ấy thì nó sẽ rơi ra cái trái tim băng giá, và chúng ta cần phải con thuyền mỏ neo này để kéo cái trái tim đấy về nhá. Còn nếu như mà các bạn mà không có cái thuyền này thì các bạn dùng bất kỳ thuyền nào cũng được. Xong rồi các bạn đi săn vài lần Leviathan thì các bạn sẽ tự lắp ráp được con thuyền đấy nha các bạn. Tại sao lại phải đi săn vài lần thì mới lắp ráp được? Tại vì là nguyên liệu lắp ráp cái thuyền này ấy, nó có cái vảy của con Leviathan, và chỉ đánh Leviathan thì nó mới rớt ra vật phẩm này thôi. Vậy nên là nếu như mà các bạn muốn chế tạo cái thuyền này thì các bạn phải đi săn mấy lần Leviathan đấy các bạn. Cuối cùng là chúng ta sẽ cần phải có 5 người đồng đội nữa. Ít nhất là 5 người đồng đội nha các bạn. Và cái cách để mà nhận biết là có bao nhiêu người đồng đội ấy, thì các bạn nhìn cái bánh lái tàu ở ngay bên cạnh cấp ấy thì nó sẽ hiển thị số đồng đội nhá. Như mình thì đang là số 8 nha. Và có một điều kiện cực kỳ quan trọng đối với lại tất cả những người đồng đội ở trên thuyền này, đó là tất cả mọi người ở trên thuyền này đều phải mua được chip đi săn Leviathan nha. Tức là khi mà nói chuyện với ông bán chip ấy thì nó sẽ hiển thị ra cái dòng chữ này nha các bạn. Thì khi các bạn đi săn con Leviathan, nó mới spawn ra cái đảo để các bạn đánh con Leviathan nhá. Còn nếu như mà những cái bạn nào mà vừa mới săn rồi ấy mà tiếp tục lên thuyền và đi săn thì các bạn có đi mút chỉ nó cũng sẽ không có ra cái hòn đảo để săn Leviathan đâu nha. Và sau khi mà các bạn săn xong một con rồi thì các bạn về các bạn sẽ không mua được chip nữa, và ông ấy sẽ hiển thị ra một cái dòng chữ là tôi không biết gì cả. Đấy, thì các bạn sẽ cần phải chờ thêm ít nhất là 3 tiếng nữa thì các bạn mới có thể mua chip và tiếp tục đi săn lần thứ hai nhá. Cái này thì chắc là nhiều bạn chưa biết đâu, nhưng mà bây giờ thì các bạn biết rồi đấy. Và cuối cùng là cái con Leviathan thì nó sẽ spawn ở khu vực nguy hiểm mức độ 6. Vậy nên là các bạn chỉ cần lái thuyền vào khu nguy hiểm mức độ 6 thì sẽ gặp đảo nha các bạn. Đây chính là vùng 6 nha, trong này thì nó sẽ tối thui. Và các bạn cũng không cần phải đi lòng vòng ở trong này đâu. Các bạn cứ chạy thẳng cho mình, không cần phải suy nghĩ gì nhiều hết, cứ đâm thẳng nha. Còn nhiều bạn thì bảo là chạy vòng vòng tìm nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà không đâu các bạn ơi, nó có là nó có à. Đây, thì đây chính là cái hòn đảo để mà săn Leviathan nha các bạn. Thì chúng ta sẽ tới đây, và ở cánh cửa thì nó sẽ có một cái ông để mà nói chuyện. Thì chúng ta nói chuyện xong rồi nó sẽ vào cái nơi đánh con Leviathan nha. Con Leviathan này thì nó sẽ bao gồm nhiều phần đuôi và một phần đầu. Để mà đánh được phần đầu ấy thì chúng ta sẽ phải đánh hết tất cả những phần đuôi thì chúng ta mới đánh được phần đầu nha. Còn nếu như mà các bạn muốn đánh phần đầu luôn ấy thì các bạn cần phải lắp ráp cái vòng cổ Leviathan ở chỗ chế tạo cái Monster Manget đó các bạn.
thì mới đánh được phần đầu nha, kiểu như là nó xuyên giáp ấy. Còn bây giờ thì mình không trang bị vật phẩm đấy nên là không có đánh được vào đầu đâu. Bây giờ thì bắt buộc mình sẽ phải đánh vào đuôi trước. Và một cái mẹo nho nhỏ cho các bạn để mà kiếm được nhiều cái vảy Leviathan, đó là các bạn nên gây sát thương vào tất cả những cái đuôi trước, xong rồi các bạn mới tập trung đánh từng phần một, thì như vậy các bạn sẽ nhận được cái số lượng vảy Leviathan là nhiều nhất nha các bạn. Gần xong rồi nên là mình sẽ ra thuyền mình ngắm trước nha, để tí nữa mà ra trái tim cái là mình bắn liền. Vãi. Cái nhờ. Mẹ, đánh xong rồi bị disconnect này các bạn. Cay không? Không sao nha các bạn nha. Săn xong rồi đấy thì mình vừa đủ để chế tạo cái thuyền các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm thuyền trưởng luôn. Hôm trước thì có bạn lái tàu nhưng mà hôm nay thì mình lái luôn các bạn. Lái thì cũng đơn giản mà, cứ thẳng đầu mà đi thôi. Đây 2800 gần 2900 rồi. Mình sẽ cứ thẳng đường mình đi nha. Các bạn mà không biết đường thì các bạn cứ ấn vào cái la bàn ấy, xong rồi đi ngược hướng la bàn là được. Cứ đâm thẳng mà đi thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều nha. Đây, đấy, lại thấy đảo rồi này. Nhanh gọn lẹ không các bạn? Đấy, còn chưa tới 3000m nhá. Nó mà đã ra ấy, là kiểu gì thì kiểu nó cũng sẽ ra. Còn nếu như mà nó không ra ấy, thì chắc chắn là trên thuyền của các bạn có người đã vừa đi săn Leviathan, nên là các bạn sẽ không có đi được. Và các bạn nên check lại xem là những người đồng đội của các bạn có bạn nào mà vừa đi xong không nhá. Chứ mà vừa đi xong mà leo lên thuyền đi săn tiếp là ảnh hưởng tới những người khác lắm đấy. Nên là hạn chế nha. Muốn đi săn tiếp thì phải chờ 3 tiếng sau thì nó mới cho mua chip và đi săn nha các bạn. Rồi, hy vọng là con này đừng có văng nhá. Rồi, sắp xong rồi các bạn ơi. Chút nữa thôi. Ok, tuyệt vời. Mình sẽ cho các bạn xem cái trái tim băng giá nhá. Đâu nhỉ? Đây đây đây. Đây nha các bạn, thì đây chính là cái trái tim băng giá nhá. Bây giờ thì chỉ cần kéo trái tim này về nữa là chúng ta sẽ có vật phẩm trái tim băng giá nhá. Đây, vậy nên là mình mới bảo các bạn là cần phải có cái thuyền mỏ neo ấy. Bây giờ thì mình sẽ ra mình lấy thuyền mình bắn cho các bạn xem nha. Cái thuyền ở đâu nhỉ? Đây đây, bên này. Đây. Bắn cái này thì cũng khá là dễ thôi. Các bạn chỉ cần dùng phím di chuyển để chỉnh cái nòng và ấn vào màn hình để nó bắn. Đó, dính luôn. One hit nha các bạn nhé. Các bạn lưu ý là cái việc này ấy, thì các bạn nên giao cho những bạn nào mà các bạn ấy bắn gọi là ngon ngon một tí nha. Chứ mà gặp mấy cái ông mà bắn lệch nhiều ấy, là xịt nhiều là nó sẽ mất đấy. Tại vì cái trái tim này nó có thời gian nha, chứ không phải vĩnh viễn đâu. Rồi, đây rồi. Sắp xong rồi các bạn ơi. Sau khi mà đánh 3-4 con Leviathan thì mình mới có được cái trái tim này đấy các bạn. Rồi, ngon. Ok, tuyệt vời. Đây, mình sẽ cho các bạn xem này. Đây chính là trái tim băng giá nha các bạn. À không, thực ra thì nó là trái tim của Leviathan. Nó hết băng rồi, tại vì mình kéo về rồi mà. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở về và đưa cho ông NPC để mà học melee nha các bạn nha. Nhưng mà chưa xong đâu. Mới chỉ gọi là xong cái phần quan trọng nhất thôi. Còn một phần nhỏ nhỏ phía sau nữa. Thì đây, ông NPC này thì chúng ta sẽ giao trái tim cho ông ấy. Và ông ấy sẽ giao cho chúng ta thêm một cái nhiệm vụ nhỏ nữa. Đó là các bạn sẽ phải đi tìm 20 cái quỷ hồn, 20 cái răng nanh và 2 cái nguyên thạch bóng tối. Quỷ hồn thì các bạn chỉ cần tới cái lâu đài bóng tối. Các bạn đánh những con quái ở trong cái lâu đài bóng tối, lầu 1, thì nó sẽ rơi ra cái quỷ hồn nha các bạn. Còn cái răng nanh thì các bạn cần phải quay về C2 và các bạn đến cái nghĩa địa và các bạn sẽ đánh quái ở trong cái khu vực mà hình cái mai rùa ấy, thì nó sẽ rơi ra răng nanh nha các bạn nha. Cuối cùng là nguyên thạch bóng tối thì các bạn chỉ cần đánh dâu đen là được nhá. Cái này thì chỉ cần đánh dâu đen thôi là nó sẽ rớt ra và cứ một con dâu đen thì sẽ được một nguyên thạch bóng tối nha các bạn. Sau khi mà các bạn có đầy đủ nguyên liệu rồi thì các bạn chỉ cần mang về cho ông NPC và ông ấy sẽ cho chúng ta học melee với giá là 5 triệu berry cộng với lại 5.000 điểm F nha. Và đây là mình đang có melee trên tay này các bạn. Ban nãy học quên quay các bạn ơi. Cái melee này nó có tầm đánh siêu xa luôn nha các bạn. Vậy nên là nếu như mà các bạn kết hợp với trái human thì đúng là hết sảy con nhà bà bảy luôn. Bây giờ thì mình sẽ show chiêu thức cho các bạn xem nha. Thì đầu tiên là chiêu Z này. Đây. Chiêu Z thì nó sẽ lao vào xong rồi nó hóa thêm một đống quạ. Và không biết là nó có hút máu hay không nhưng mà mình cảm thấy mình hồi máu nhẹ nhẹ các bạn. Còn chiêu X thì nó sẽ tung ra 6 cái móng vuốt nó cào xuống và nó sẽ đẩy hết tất cả những con quái ra phía xa. Và cái chiêu mà mình thích nhất là chiêu C các bạn. Cái chiêu C này thì nó sẽ
phóng ra rất là nhiều những cái bàn tay. Sau đó thì nó sẽ gây sát thương lên quái. Và sau khi mà gây sát thương lên quái xong thì nó sẽ còn một cái phần hiệu ứng phía sau nữa, đó là nó sẽ gây nổ và nó gây đam lên quái nữa. Nói chung là khá là phê nha các bạn. Nhưng mà cái mà mình cảm thấy phê nhất ở cái melee này đó là cái đánh thường nha. Cái đánh thường thì nó rất là xa, vậy nên là có khi là các bạn không cần trái human, các bạn vẫn có thể farm quái mà không hề mất máu nha các bạn. Nó vừa đánh xa xong nó lại còn đẩy con quái đi nữa, rất là lợi nhá. Ok, thì như vậy là cái video hướng dẫn melee của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu như mà các bạn mà có bất kỳ băn khoăn hay là các bạn cần thắc mắc gì và muốn hỏi mình thì các bạn có thể bình luận ở bên dưới để mình trả lời nhá. Ngoài ra thì nếu như mà các bạn cần hỗ trợ gì đó để đi săn Leviathan thì các bạn có thể tham gia cái nhóm Discord của mình. Thì nhóm Discord có ở bên dưới phần mô tả của video này nhá. Còn bây giờ thì mình xin phép kết thúc clip ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.